Câu đầu tiên, 1591 chia 43. 1591 chia 43. Đây. Bình thường các bạn nhỏ gặp phép chia này, wow, rất rất là khó luôn, rất là sợ luôn. Phép chia 4 chữ số cho 2 chữ số hoặc phép chia 5 chữ số cho 2 chữ số. Các bạn nhỏ rất rất là sợ những cái phép chia như thế này. Nhưng với chương trình toán tư duy, các con sẽ cực kỳ tính nhanh bằng cách như sau nha. Mình chỉ cần chia cho chữ số đầu tiên thôi cho thầy. Nhớ nha, chỉ cần chia cho chữ số đầu tiên và bỏ đi những cái chữ số đằng đằng sau của số chia. Các con chỉ cần chia cho 4 thôi. Đánh dấu vào, ghi vào cho thầy nha. 1591 chia cho 43. 1591 chia 43. 15 mà chia cho 4 thì bằng bao nhiêu? Bình thường á, mình sẽ phải lấy 3 chữ số để chia cho 43, nhưng bây giờ không cần đâu. Lấy 15 thôi, chia cho 4. 15 mà chia cho 4 thì được được 3 luôn phải không nhỉ? Được 3, viết 3 luôn cho thầy. Nha. Được 3, viết 3. Bây giờ mình nhân ngược lại và trừ đi coi xem coi 3 có phải là thương số chính xác không? Biết ông thương không? Ông tắm thương hả? Biết. What the hell? Mày nói không biết mày chết hả? Một lần nữa này. Biết ông thương không? Không? Thương nào? Thương cho tấm thân cơ này, ngủ nhằm những con đỏ sáng lắm. Mong vàng ngày hoa cho ta, trên xe hoa ai đón đưa nàng. Đến duyên từ đây đến đoàn, để lại một mình thân gầy héo hon. Thử nha. 3 nhân cho 4. Các con làm như thế này là cực kỳ nhanh nè. 3 nhân 4 bằng 12. 3 nhân 3 bằng 09. Viết 09. Sau đó các con cộng vào cho thầy. Cộng thì các con cộng thẳng hàng xuống như vậy nè. Cộng thẳng hàng xuống giống kiểu bậc thang á. Đây, kết quả bằng bao nhiêu? Kết quả bằng bao nhiêu nào các con? 100 bao nhiêu? 120, 29. Được chưa? Kết quả là 129. Rồi, 129 thì có nhỏ hơn 159 chưa? Nhỏ hơn rồi phải không? Nhỏ hơn rồi. Nhỏ hơn 159 rồi. Viết xuống. Và trừ đi được. 159 trừ cho 129 thì còn bao nhiêu? Còn 30. Hạ 30 xuống. Rồi, được 30 còn dư. Lấy 1 hạ xuống đây. Lại tiếp tục nè. Mình lấy 30 mình chia cho 4 thôi. 30 mà chia cho 4 thì được bao nhiêu các con? 30 chia 4 thì được bao nhiêu? Được bao nhiêu các bạn? 30 chia 4 được 7, thấy không? Cực kỳ nhanh luôn, 30 chia 4 được 7. Có bạn còn biết là 30 chia 4 được 7 dư 2 nữa cơ. Giỏi. Nào, nhân ngược lại và trừ đi nè. 7 nhân cho 4 bằng 28. 7 nhân cho 3 bằng 21. Sau đó mình cộng nhanh nó vào. Khi mà các con cộng theo bậc thang như vậy thì nhanh lắm. Kết quả là 300 bao nhiêu? 301. Wow, đúng luôn chưa? Đây là 301. Trừ đi. Được không? Vậy thì kết quả của các bạn 1591 chia 43 bằng bao nhiêu? Bằng 30 mấy? 37 phải không nhỉ? Hay không? Comment xuống cho thầy chữ hay nè. Hay, siêu hay phải không nhỉ? Hay, siêu hay. Yeah, tuyệt vời không? Đây, đây là những cái phần mà các bạn nhỏ của thầy sẽ được học, được chia sẻ ở trong cái khóa học nha. Ok, siêu hay phải không? Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Một bài nữa nha, một bài nữa. Đây, câu đầu tiên, 1974, 1974, chia cho 42, các con chia cho thầy 42, đây, 1974 chia 42, wow,
Siêu tuyệt vời. 1974 chia 42. Nhớ nè, trong cái hành trình phép chia của các con, chia cho hai chữ số cũng rất là hay và khó rồi đúng không? Nhưng đối với thầy, đối với phương pháp toán tư duy thì chia dễ dàng lắm các bạn. Chỉ cần chia cho chữ số đầu tiên thôi đúng không? Các bạn nhỏ chỉ cần chia cho chữ số đầu tiên thôi. Nhớ nha, chỉ cần chia cho chữ số đầu tiên thôi. Các con lấy 19 chia cho 4. 19 chia 4 được bao nhiêu? 19 chia 4 được. Được 4, đúng rồi. Quá tuyệt vời luôn, 19 chia 4 được. Được 4. Nhân ngược lại và trừ đi nhá. Nhân ngược lại và trừ đi. 4 x 4 bằng bao nhiêu? 4 x 4 bằng 10. 16. Tiếp tục. 4 nhân cho 2 bằng 0,8. À, mình viết, mình kiểm tra như thế này sẽ cực kỳ nhanh luôn đó. 168. Nhỏ hơn 197 chưa? Nhỏ hơn rồi phải không? Nhỏ hơn rồi. Vậy thì ở đây chúng ta có 168 nè, trừ đi nè. Kết quả bằng bao nhiêu? Ở đây còn 9. Ở đây là còn 2. Hạ mấy xuống? Hạ 4 xuống. 29 mà chia cho 4 thì được mấy? 29 chia 4 được bao nhiêu các con? 29 mà chia cho 4 thì được. Được 7. Đúng rồi, giỏi. Rồi bây giờ mình nhân ngược lại và trừ đi nha. Sẵn sàng chưa? Nhân ngược lại và trừ đi nè. 7 x 4 bằng 28. 7 x cho 2 bằng bao nhiêu? 7 x 2 bằng 14. Kết quả bằng bao nhiêu? 100. 290. 294. Đó. Vậy kết quả của chúng ta ở đây bằng bao nhiêu nhỉ? 1974 chia cho 42 bằng bao nhiêu? Bằng 47 rồi, đáp án chính xác. Hay không? Siêu hay luôn đúng không nhỉ? Các bạn nhỏ mà lớp 3, lớp 4 mà có những cái kỹ thuật này xong rồi áp dụng vào trong bài học của mình thì cực kỳ tuyệt vời. Đây chỉ là một cái phần nhỏ trong cái kỹ thuật chia ha. Trong vì cái thời lượng chương trình có hạn thì thầy sẽ chia sẻ một phần nhỏ. Còn những cái phần tổng quát hơn thì thầy sẽ chia sẻ ở trong cái khóa học siêu toán bàn tính. Một câu nữa nha. Sẵn sàng một câu nữa dành cho các con. Đây, sẵn sàng chưa? Một câu hỏi nữa dành cho các bạn nhỏ. Đây, 2241 chia 83. 2241 chia cho thầy 83. Rồi, cách chia tương tự này. Nhớ là mình chỉ cần chia cho chữ số đầu tiên thôi. Một bài ví dụ thứ ba nữa. Chia cho chữ số đầu tiên. 22 mà chia cho 8 thì được mấy? 22 mà chia cho 8. 22 chia 8 được. Được mấy đây ta? Được 3 không? Không. Chỉ được mấy thôi? Được 2 thôi đúng không? 2, 3 x 8 24 là hôm nay chỉ được 2 thôi. Rồi bây giờ mình nhân ngược lại và trừ đi đi. Nhân ngược lại và trừ đi nè. 2 x 8 là 16. 2 x 3 là 06. Rồi. Đặt xuống. 166. 166. Rồi, viết xuống đây. Nhỏ hơn rồi, mình trừ đi được rồi. 14 mà trừ 6 thì được 8. Ở đây chúng ta có 12 mà trừ cho 7 thì còn 5. Hạ 1 xuống. Tiếp tục, 58. 58 mà chia cho 58 mà các con chia cho 8 thì được mấy? 58 chia 8 được mấy các con?
Ừ, đúng rồi. 58 chia 8 thì được. Được 7. 58 chia 8 được 7. Nhân ngược lại và trừ đi nhá. Nhân ngược lại và trừ đi. 7 nhân 8 bằng bao nhiêu? 7 nhân 8 là 56. 7 nhân 3 bằng bao nhiêu? 21. Kết quả 580 mấy? 581 là đáp án chính xác. Viết vào đây nha. 581 trừ đi nè. À, hay không? Các con có thấy à, nếu mà có cái kỹ thuật này để mình nhẩm thương á, thì những cái bài tập về phép chia càng nha, cái số chia nó càng nhiều chỉ số nha, 2 chữ số, 3 chữ số, 4 chữ số cũng chẳng quan trọng ha, chỉ cần mình chia được đầu số đầu tiên thôi mà mình nhẩm được thương rồi, là những cái bài tập của mình, những cái phần đằng sau mình chỉ cần nhân ngược lại thôi, nó rất là đơn giản. Ai thấy hay không? Ai thấy siêu hay không? Comment xuống cho thầy là hay và siêu hay xem nào.